Ban biên tập xin gửi lời chào tới quý vị khán giả đã luôn cùng đồng hành với bản tin 24 giờ của chúng tôi. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế trong 24 giờ qua. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra ở tỉnh Vân Nam, miền Nam Trung Quốc khiến ít nhất 381 người thiệt mạng, hơn 1.800 người bị thương. Trận động đất xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều thứ Bảy vừa qua tại thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc. Tâm chấn được ghi nhận ở độ sâu 12 km dưới lòng đất, theo báo cáo từ Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, CNC. Trận động đất làm ít nhất 367 người chết cùng hàng nghìn người bị thương. Tôi đang ở căn hộ trên tầng 5 thì cảm thấy rung lắc dữ dội, đồ đạc trong nhà liên tiếp, rơi khỏi kệ, xin hùa dẫn lời người dân tại Chiêu Thông cho hay. Một số địa phương khác như Côn Minh, Trùng Khánh, Lạc Sơn, Thành Đô cũng cảm nhận được cơn địa chấn. Hầu hết mọi người đều vội vã rời các tòa nhà và đổ xuống đường. Điện đã bị cắt, dịch vụ viễn thông cũng gián đoạn ở nhiều nơi. Động đất làm nứt vỡ nhiều nhà cửa và công trình công cộng. Quá nhiều tòa nhà bị phá hủy. Chúng tôi đang thu thập thêm thông tin về số người chết và bị thương, một quan chức địa phương nói. Cảnh sát và quân đội nhanh chóng có mặt tại hiện trường sơ tán và cứu nạn. Nhà chức trách gửi 2.000 liều bạt, 3.000 giường gấp, chăn, áo ấm đến khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang cố gắng tiếp cận các nạn nhân ở những thị trấn xa xôi ngay trong đêm. Hình ảnh trên trang xã hội Weibo cho thấy nhân viên cứu hộ rất vất vả tìm kiếm dưới đống đổ nát của các tòa nhà đã bị san phẳng. Nơi trận động đất xảy ra là khu vực miền núi, chủ yếu canh tác nông nghiệp và là nơi rất hay xảy ra động đất. Hội chữ thập đỏ Trung Quốc và các chi nhánh Hội chữ thập đỏ Hồng Kông, Macau và tỉnh lân cận Tứ Xuyên đã gửi hàng cứu trợ. Năm 1974, một trận động đất xảy ra trên cùng khu vực đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người. Tháng 5 năm 2008, một trận động đất mạnh 8 độ Richter xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, giáp Vân Nam, làm chết hàng chục nghìn người và san phẳng một vùng rộng lớn. Giới chức Trung Quốc cho biết, trận mưa bão lớn đã gây ra lũ lụt tại nhiều thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này, khiến hai người thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, gây thiệt hại nặng về kinh tế. Tại thành phố Nhã An, chính quyền địa phương cho biết, mưa lớn bắt đầu từ sáng thứ Ba, gây lụt lội ở ba vùng ngoại ô, ảnh hưởng tới đời sống của 16.900 người dân. Thời tiết xấu còn gây thiệt hại về kinh tế tới 125 triệu đô la khoảng 768 triệu nhân dân tệ. Nhằm bảo toàn tính mạng cho người dân, cơ quan chức năng đã sơ tán hơn 5.200 cư dân và khách du lịch ra khỏi những nơi bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong khi đó, lũ lụt còn gây sạt lở đất tại một làng ở thành phố Bắc Xuyên, cắt đứt thông tin liên lạc cũng như cản trở giao thông tại một số tuyến đường tại các vùng ngoại ô thành phố này. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng, gần 42.000 người dân tại đây bị ảnh hưởng. Nhà chức trách địa phương đã sơ tán 2019 cư dân nhằm đề phòng các sự cố có thể xảy ra. Lo ngại trước mức độ nghiêm trọng của mưa lũ, Ban Quản lý Sân bay Quốc tế Song Lưu đã phải hủy hơn 23 chuyến bay khứ hồi, ảnh hưởng đến 4.000 hành khách. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Tứ Xuyên đã nâng tình trạng mưa bão từ báo động màu da cam lên mức cao nhất, màu đỏ, và dự báo sẽ có mưa rất lớn kèm theo sấm sét tại các thành phố Thành Đô, Nhã An và Đức Dương. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết một chiếc cầu bắc qua sông Bàn Giang ở thành phố Giang Du thuộc tỉnh này đã sập, khiến nhiều phương tiện và người đi bộ đang lưu thông trên cầu rơi xuống sông. Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ 30 phút theo giờ địa phương, thời điểm nhiều người và phương tiện trên cầu. Do đó, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chính xác số người bị nạn. Đến chiều cùng ngày mới cứu được 3 người. Giới chức địa phương đã khẩn cấp điều động 55 lính cứu hộ cùng 6 đội tàu thuyền để tìm kiếm những người bị nạn trong phạm vi 10 km dọc sông trên. Theo điều tra ban đầu, lưu lượng dòng chảy nước lũ đạt 25.000 mét khối là nguyên nhân có thể khiến cầu sập. Với chiều dài 200m và rộng 6m, cây cầu được xây dựng vào năm 1967, được tu sửa sau trận động đất 8.0 độ Richter xảy ra tại thành phố Vân Xuyên vào năm 2008. Kính thưa quý vị, ở miền Nam Trung Quốc vào ngày hôm nay, sau một trận lở đất khủng khiếp nhấn chìm cộng đồng những người đào vàng, thì có ít nhất 25 người thiệt mạng và 100 người bị mất tích. Lở đất xảy ra ở khu vực đồi núi hẻo lánh gần thị trấn Nhai Tự, thành phố Nhũ Sơn, tỉnh Sơn Đông. Quân đội đã cử một nhóm binh sĩ tới hiện trường vụ lở đất để đào bới các ngôi nhà bị vùi lấp, đưa thi thể những người thiệt mạng ra ngoài. Nhai Tự và thị trấn lân cận Nhai Sơn thu hút hàng ngàn người tới tìm kiếm vàng trong những năm qua và các hoạt động đào vàng hầu hết là bất hợp pháp tại đây đã gây ra hàng loạt vụ tai nạn chết người. Có 25 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát trong vòng 5 giờ sau khi xảy ra vụ việc. Nhưng chính quyền địa phương nơi đây cho biết khoảng 100 người khác hiện vẫn mất tích. Chu Nái Tường, tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông cho biết, ước tính số dân ở ngôi làng bị lở đất chôn vùi vào khoảng từ 700 đến 800 người, trong đó có thị trấn Nhai Tự.
Trước đó, công nhân mỏ đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất. Năm 2009, một trận lở đất khác cũng xảy ra ở gần cộng đồng dân đảo Vàng này và cũng gây thương vong lớn. Chúng tôi đã yêu cầu họ rời khỏi khu vực hồi tháng trước và nhiều người đã rời đi, ông Chu cho biết trên đài truyền hình CCTV. Thưa quý vị, lũ lụt đang bùng phát ở Trung Quốc. Cảnh báo lũ lụt cho sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà đã được ban hành. Đỉnh lũ số 2 sông Dương Tử đã qua đập Tam Hiệp vào tuần trước. Theo dự đoán, một đợt lũ mới có thể hình thành vào ngày hôm nay và sẽ sớm tràn vào đập Tam Hiệp. Thượng nguồn sông Hoàng Hà phát động cảnh báo ứng phó khẩn cấp cấp 4 phòng chống thiên tai lũ lụt, hạn hán. Sông Hoài Hà cũng bùng phát lũ. Sáng qua, sông Hoài Hà phát tín hiệu cảnh báo lũ đỏ, một con đê bị nổ tung để xả lũ ở huyện Tuyền Giao, An Huy, Trung Quốc. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, mưa xối xả ở Trung Quốc vẫn tiếp tục. Ngay từ đầu tháng trước đã có mưa lớn ở phía Tây Nam, vành đai mưa kéo dài ra toàn bộ lưu vực sông Dương Tử. Mưa xối xả đã kéo dài khoảng 40 ngày. Khi vành đai di chuyển về phía Bắc, cảnh báo lũ lụt đã được ban hành cho sông Hoàng Hà. Ủy ban bảo tồn nước sông Hoàng Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, hay còn gọi là Ủy ban sông Hoàng Hà đã đưa ra cảnh báo sớm vào tối ngày hôm qua, thông báo rằng sông Hoàng Hà sẽ trải qua số 3 khi nước lũ sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Mực nước các hồ chứa Long Dương Hạ và Liêu Gia Hạ đang tiến gần đến mực nước giới hạn lũ. Theo dự đoán của Ủy ban Hoàng Hà, cuộc lũ lụt trên lưu vực sông Hoàng Hà sẽ lan đến các tỉnh thuộc khu vực Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ và Nội Mông. Do đó, ngay cả các lực lượng của quân đội Pla Trung Quốc ở phía Tây và phía Bắc của sông Hoàng Hà đều sẵn sàng hỗ trợ kiểm soát lũ lụt và chuẩn bị cứu trợ thiên tai. Nối liền sông Dương Tử và sông Hoàng Hà là vùng nước của sông Hoài Hà. Sông Hoài Hà được mệnh danh là con sông khó quản lý nhất Trung Quốc. Cảnh báo lũ màu đỏ đã được đưa ra vào sáng ngày hôm qua. Trong đó, đập Vương Gia Bá giúp chuyển hướng đối với tình hình lũ của sông Hoài Hà là đợt lũ đầu tiên trong 13 năm qua, sau đó các cửa cống lại được mở để tích lũ. Hai bên bờ sông Hoài Hà đã có mưa lớn hơn một tháng, lượng mưa tháng trước đã phá kỷ lục lịch sử so với cùng kỳ, tháng này mưa lớn hơn. Hôm qua, sông Hoài Hà đã đưa ra cảnh báo lũ màu vàng số 1, sau đó mức độ ứng phó khẩn cấp phòng chống thiên tai đã được nâng lên nhiều lần. Tính đến 6 giờ 36 phút tối hôm qua, mực nước của Vương Gia Bá đã tăng lên 29,96m, vượt quá mực nước đảm bảo 0,66m, nhanh chóng nâng cảnh báo lũ đỏ, nâng cấp khẩn cấp phòng chống thiên tai lũ lụt, hạn hán lên cấp độ 1. Vào lúc 8 giờ 32 phút tối qua, sau 13 năm Vương Gia Bá một lần nữa mở cửa xả lũ, đặt ra những thách thức nghiêm trọng hơn đối với dòng sông Hoài Hà vốn đã căng thẳng. Trung Quốc đang trải qua lũ lụt do mưa xối xả. Hôm thứ Hai, một trận lũ quét ở tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc đã khiến 27 người thiệt mạng và hơn 30 người mất tích. 9 ngôi làng bị ngập lụt và hàng ngàn người bị ảnh hưởng. Phóng viên CCTV sáng nay đã đưa tin về những người lính cứu hỏa và người dân địa phương đang dọn dẹp đống đổ nát sau trận lụt. Lũ quét ập vào những ngọn núi ở huyện Đại Đồng đã cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của chúng. Đoạn video cho thấy các mái nhà bị tốc mái, cây đổ trên mặt đất và các phương tiện bị hư hỏng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng dẫn lời các nhân chứng địa phương cho biết bầu trời chớp giật, sấm sét ầm ầm trong 20 phút. Sau đó là trận mưa như trút nước, mưa làm ngập đường phố và cánh đồng. Nông dân cho biết cừu cũng bị lũ cuốn trôi, internet và điện thoại bị cắt và 9.835 người ở 9 ngôi làng bị mắc kẹt trong vùng lũ. Trung Quốc đã ban hành cảnh báo khẩn cấp 3 cấp về thiên tai. Sấm sét và mưa lớn thường xảy ra vào thời điểm này trong năm, nhưng năm nay, giống như các quốc gia khác, Trung Quốc đang phải đối mặt với sự tàn phá của thời tiết khắc nghiệt. Hôm thứ Ba, mực nước sông ở Bành Châu, Tứ Xuyên đột ngột dâng cao, khiến 17 người thiệt mạng. Các tỉnh miền Tây nắng nóng kỷ lục. Một số khu vực ở miền Trung và Tây Nam Trung Quốc đã chứng kiến nhiệt độ vượt mốc 42 độ kể từ đầu tháng. Và tại các thành phố lớn, điều hòa đang hoạt động hết công suất. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, nhiệt độ cao và hạn hán đã gây áp lực lên nguồn cung cấp điện của Tứ Xuyên với mức tiêu thụ tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng những cơn mưa xối xả đã không bù đắp được sự cạn kiệt nguồn nước ở lưu vực sông Dương Tử, vốn đã xuống mức thấp nhất trong vòng 150 năm qua, làm lộ ra những di tích đã bị nhấn chìm dưới lòng sông 600 năm trước. Ở thượng nguồn sông Dương Tử, dòng chảy của đập Cát Châu đang giảm dần. Tứ Xuyên, nơi phụ thuộc vào 80% điện năng của thủy điện, đã thông báo hôm thứ Ba rằng tình trạng mất điện đã ảnh hưởng đến các thành phố và khu công nghiệp trong tỉnh. Theo một video được người dùng Internet phát sóng, kế hoạch cắt giảm điện hiện được giới hạn trong 6 ngày và nhằm mục đích để lại mức tiêu thụ điện cho người dân. Nhưng việc cắt giảm đã khiến một số công trường xây dựng và trung tâm mua sắm cắt một phần ánh sáng và điều hòa nhiệt độ. Trong tuần qua, mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống miền Nam Trung Quốc, bao gồm Phúc Kiến và Quảng Đông. Tỉnh Quảng Đông hứng chịu mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất, mưa nhiều nơi thậm chí phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Hàng trăm ngôi nhà bị sập,
một số thị trấn gần như bị ngập lụt và hơn 250.000 người bị ảnh hưởng. Vào hôm thứ Tư, Thiều Quan, Thanh Viễn, Triệu Khánh, Hà Nguyên và các thành phố khác đã trải qua mưa bão lớn và mưa xối xả cục bộ. Lượng mưa tại nhiều trạm đã phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Mưa xối xả khiến mực nước nhiều sông dâng nhanh, tối đa lên gần 5 mét. Hơn 10.000 cư dân thành phố Thanh Viễn buộc phải sơ tán. Người dân cho biết nước lũ đổ xuống đồi hôm thứ Năm, nhấn chìm các con đường và gây ra lở đất nghiêm trọng. Một người dân thành phố Thiều Quan cho biết mưa lớn hơn hôm qua. Trời mưa từ 4 giờ và vẫn chưa tạnh. Một cư dân của thành phố Thanh Viễn cho biết trời mưa vào khoảng 7 giờ và học sinh không thể đến trường. Lượng mưa ở tỉnh Quảng Đông trong tháng này năm nay chỉ bằng một nửa so với những năm trước. Nhưng kể từ tháng này, 16 trong 22 ngày đầu tiên đã có mưa lớn. Số liệu chính thức cho thấy 210.000 cư dân đã bị ảnh hưởng và ít nhất 33 người thiệt mạng. Tại Trung Quốc đại lục, do dữ liệu về thảm họa và tai nạn được chính phủ kiểm soát chặt chẽ, nên dữ liệu về thương vong thực tế vẫn chưa được xác nhận. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.